thực ra thì cái sản phẩm này của Aiden thì nó khá là khác so với những cái sản phẩm mà Aiden tham gia MV của 365 từ phía trước. Ví dụ như Hai Cô Tiên thì Aiden chỉ tham gia dưới dạng là sản xuất MV thôi. Nhưng mà tuy nhiên với sản phẩm này thì Aiden còn tham gia sản xuất cùng với music producer bạn Remastic, ngay cả ca khúc và toàn bộ hình ảnh concept của chiến dịch ca khúc lần này của ST. Ý tưởng của MV lần này là do Aiden là người đưa ra ý tưởng. Aiden muốn khai thác một cái khía cạnh tình yêu ở một cái môi trường và một góc độ khác, đó là ở trong một băng cướp. Và Aiden nghĩ là khi mà các bạn xem cái MV này thì chắc chắn là các bạn sẽ tìm thấy những cái điều rất là hay ho và thú vị. Chuyện tình yêu này thì ST là có thể được gọi là một thủ lĩnh của một băng cướp. Và ST có đem lòng yêu một cô gái ở khi mà gặp ở trên bar, và hai người này đã ST đã rủ cô này vào trong cái băng cướp đó, nhưng mà hai người đã cùng trải qua một cái tình yêu rất là đẹp, nhưng mà đến cái kết thì đã có một cái điều rất là bất ngờ. Nhưng mà các bạn hãy đón xem cái kết bất ngờ này nhá, bởi vì Aiden mà tiết lộ ra thì không còn gì thú vị nữa. Mô típ thì chắc chắn là không giống rồi, nhưng mà có thể là khung cảnh rồi. Thực ra thì nó cũng khá là khác nhau, bởi vì cái MV này thì nó thể hiện một cái phong thái nó hoang dã và phóng khoáng hơn, là siêu trộm, là những kẻ trộm, những người trộm mà rất là chuyên nghiệp, rất là thông minh, theo kiểu là ăn cướp những cái món hàng lớn. Còn đây là nó ở một cái khía cạnh nhỏ hơn. ST là một người khi mà làm việc thì rất là thân thiện và rất là hợp tác. Khi mà làm việc với cả ST thì Aiden thấy rất là quý mến. Và trong cái MV này thì Aiden cũng xây dựng cái hình ảnh diễn viên ở trong MV rất là phù hợp với ST, với cái hình ảnh mà ST đang mong muốn. Và mong là các bạn sẽ ủng hộ ST cũng như Aiden nhé. Thực ra thì Aiden cũng không thấy có gì gọi là to tát lắm, bởi vì anh em cũng chơi với nhau ở bên ngoài, và Aiden đã bắt đầu work cái sản phẩm này từ trước khi mà anh ST đăng quang. Và khi mà nhận được cái tin này thì Aiden thấy rất là vui và nghĩ là cái hiệu ứng của cái MV nó sẽ tốt hơn khi mà anh ST là nam vương đầu tiên của Bước Nhảy Hoàn Vũ mùa thứ 7. Thực ra thì khi mà cái sản phẩm nhạc phim này thì Aiden đầu tiên không có một cái kế hoạch gì cho nó, bởi vì chỉ nghĩ là đơn giản đây là một bài nhạc phim thôi. Và đến khi mà nhận được cái thông tin là nó đứng đầu bảng xếp hạng thì Aiden cảm thấy rất là bất ngờ. Và cũng có thể là trong tương lai không xa thì Aiden sẽ release một phiên bản gì đó của MV Yêu và Yêu. Nhưng mà nếu mà không có thì các bạn cũng thử lỗi cho Aiden nhé, bởi vì là Eric đang tham gia rất là nhiều dự án ở phía sau nữa, và chắc chắn là các bạn sẽ còn gặp Eric với những cái hình ảnh khác, những ca khúc mới. Hiện tại thì Aiden đang chuẩn bị cho ra mắt một cặp đôi rapper vào tháng 6 này. Và hai cặp đôi rapper này cũng như Eric chính là ba thành viên ở trong boy band 5 người ra mắt vào cuối năm nay. Thì hiện tại Aiden đang ấp ủ những cái dự định riêng của công ty cũng như ST319 với boy band này. Và bên cạnh đó thì Aiden cũng hiện tại cũng đang sản xuất cho Văn Mai Hương một MV mới vào tháng 5. Và ngoài ra thì cũng có thể là một album dài của Hương. Bên cạnh đó thì có một vài sản phẩm quảng cáo nữa, và mong là các bạn hãy cùng chờ đón nhé. Thực ra thì Eric vừa là nghệ sĩ solo, vừa là nam ca sĩ mà giọng hát chính của boy band vậy. Aiden muốn cho các bạn khán giả cũng như là các khán thính giả nhìn nhận Eric theo nhiều khía cạnh khác nhau. Khi mà Eric đứng một mình thì là một chàng hoàng tử nhạc phim với những ca khúc ballad sâu lắng nhẹ nhàng, nhưng mà khi đi cùng với nhóm thì lại là rất là trẻ trung và rất là sôi động. Hiện tại về nhóm nhạc ST319 thì ST319 thì sẽ đi sâu vào lĩnh vực là biên đạo và dàn dựng các cái sản phẩm vũ đạo cho các ca sĩ. Còn về công ty ST319 thì hiện tại bọn mình đang có dự án mới nhất là ra mắt boy band thôi. Xin cảm ơn tất cả các bạn độc giả của Thế Giới Văn Hóa. See you.